Drop it. Các bạn kênh YouTube tôi yêu Giáp Bàn này, hôm nay là mình được mấy bạn nữ sinh nữ kỹ sư mới du học với visa gia đình thuê mình đến làm bữa ăn liên hoan cho các bạn này. Các bạn nhìn này, đó đồ mình này, xem vlog của mình nhiều nên là bây giờ nghiện món mình làm đó. Bây giờ các bạn cùng với mình đi nhá. Đây, quang cảnh đây, cảnh các chị em xinh đẹp đây. Đầu bếp chín này. Xinh đẹp mà. Đây. Cô gái xinh đẹp nhất hôm nay. Vị trí là tìm là chủ nhất. Hôm nay được đến đây chơi cô Nhi. Chiếu hôm nay đi làm này cứ băm bum này cứ băm bum này cứ chiếu. Hai mẹ chồng với à, con dâu cứ chiếu. Con quay hiền nó đi làm nó bảo em út chế lắm. Thì là nó ghi xong rồi nó chưa check chỗ cuối cùng là phải check cái mơ thi sao ấy, thế là nó chưa check xong nó khoanh là mình toàn khoanh chèn quái không, thế là bà bảo nó đang ghi rồi nó đang đếm cái con chữ, bà bảo không được như thế, mày đếm xong là mày check các chữ xong rồi xong là một nhật tốt cứ lên được vậy. Xong nó bảo em mệt mỏi, nó bảo chứ em mệt mỏi với mẹ chồng chị lắm rồi. Okay. Giống nhỉ. Em nhà đứa học của em này em á. Vâng. Bảo đến ngay chỗ siêu thị này này. Thế này á, cái kia kìa. Cái gì? Đây á. Không ngờ sang cái này được không? Để lấy cái nồi được. Không đâu. Sao cái sắc không được. Bạn đúng mà làm ăn quay chút nữa đầu bếp. Xin chào. Chuyển đầu bếp này. Đấy. Đầu bếp đẳng cấp này, đầu bếp này là 10 sao chứ không phải 5 sao. Ăn rồi ăn nữa.
Đây các bạn này, quay cái này là để điểm mặt để nộp tiền này, này, này. Nhìn thanh niên chủ trì đây đang cắt bún này. Anh ơi, đó, hai đại ca này, một đại ca ở nhà rồi. Anh là người cuối cùng.